Dàn mỹ nhân kín tiếng nhất Hoa ngữ, ly hôn rồi thì khán giả mới biết đã có chồng. Quan Chi Lâm giấu chồng kỹ là thế vẫn bị bé ba phá vỡ hạnh phúc. Thái Trác Nghiên âm thầm kết hôn nhưng họp báo rình rang để tuyên bố ly hôn. Có người cưới đến 2 lần rồi mà vẫn chẳng ai hay biết. Người ta vẫn thường nói đùa, trong làng giải trí Hoa ngữ chẳng có gì là bí mật cả để ám chỉ sự nhanh nhạy của cánh săn tin, luôn nắm rõ mọi việc từ nhỏ đến lớn của dàn minh tinh. Ấy vậy vẫn có những sao nữ rất đặc biệt, giấu nhẹm chuyện kết hôn đến tận lúc thông báo ly hôn, khiến khán giả ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa đó. Ân Đào. Nàng Dương Quý Phi Ân Đào vốn là một trong những mỹ nhân đình đám nhất của làng phim xứ Trung, nhiều lần nhận giải thị hậu danh giá đó. Nổi đình đám là thế, nên chẳng ai ngờ được Ân Đào rất giỏi giữ kín chuyện đời tư, cưới chồng rồi mà chẳng ai hay biết đó. Mãi đến năm 2011, khi một ông chủ tên Thẩm Trường Phú bị ra tòa, thông qua lời khai của người này, công chúng mới biết ông chính là chồng của Ân Đào và vừa hoàn thành thủ tục ly hôn với cô chưa được bao lâu. Và dĩ nhiên việc này đã thành cơn chấn động lớn, khiến sự nghiệp của Ân Đào lao đao trong suốt thời gian dài. Nếu không nhờ có tài năng thật sự thì khéo giờ cô đã thành cái tên mờ nhạt rồi. Lưu Vũ Hân. Lưu Vũ Hân cũng từng là một trong những sao nữ được chú ý của màn ảnh nhỏ xứ Trung khi hóa thân thành nàng Minh Ngọc Cách Cách Điêu Ngoa nhưng rất yêu chồng thương con trong bộ Bộ Kinh Tâm. Không như nhiều sao nữ khác, cô chọn cưới chồng ngoài ngành và giấu kín luôn chuyện đã lên chức mẹ đó. Nếu không phải vì bị chồng phụ bạc để qua lại với Vương Ngữ Yên Trương Mông, có lẽ Lưu Vũ Hân chẳng bao giờ hé lộ chuyện hôn nhân cho người ta biết. Cũng nhờ thế mà khán giả mới biết hôn nhân ngắn ngủi của Lưu Vũ Hân đáng buồn đến chừng nào vì chồng là kẻ đa tình, từng khiến cô bị sẩy nhiều lần. Có lẽ đó là lý do mà nữ diễn viên chẳng muốn nói về hôn nhân sai lầm đó. Thái Trác Nghiên. Thái Trác Nghiên không chỉ là nữ ca sĩ được vạn người mê thôi đâu, mà cô còn là nữ diễn viên tài năng của màn ảnh rộng Hồng Kông. Bị cánh paparazzi theo sát là thế, vậy mà Thái Trác Nghiên vẫn có thể cưới Trịnh Trung Cơ vào năm 2006 mà chẳng ai hay biết đó. Mãi đến năm 2010, khi cô và chồng tổ chức họp báo rình rang để thông báo tin ly hôn, cúi đầu xin lỗi công chúng thì người ta mới vỡ lẽ. Chính vì chuyện này mà duyên khán giả của Thái Trác Nghiên khi đó cũng bị hao hụt một chút đó. Quan Chi Lâm. Việc Quan Chi Lâm thích cặp kè đại gia thế nào thì chắc ai nấy đều đã biết rồi nhỉ. Thế nên, người ta chẳng quá bất ngờ khi nữ diễn viên này qua lại với doanh nhân xứ đài Trần Thái Minh đâu. Khi ấy, ai nấy đều đinh ninh rằng họ chỉ là nhân tình thôi chứ không có ý định kết duyên trăm năm. Ai mà ngờ được, trong một sự kiện cuối năm 2015, Quan Chi Lâm lại bất ngờ tuyên bố mình đã làm vợ của Trần Thái Minh được 10 năm rồi và cả hai vừa mới ly hôn. Và theo người ta tìm hiểu thì lý do khiến Quan Chi Lâm phải kết thúc cuộc hôn nhân kín tiếng ấy là vì sự xuất hiện của một bé ba xinh đẹp và quyến rũ hơn cô. Có lẽ vì bức xúc với sự phản bội ấy mà mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông mới công khai chuyện ly hôn nó. Mai Đình. Nếu đọ tài kín tiếng, chắc chẳng mấy ai qua được Mai Đình đâu. Người chồng đầu là đạo diễn Yên Pha, nhưng Mai Đình chẳng chịu chia sẻ niềm vui. Đến năm 2006 thì báo tin buồn là cả hai đã ly hôn vì bất hòa. Tiếp theo đó, Mai Đình lại âm thầm cưới chồng, giấu kín luôn cả chuyện sinh con nữa cơ. Thế nên khi cô thông báo tin ly hôn lần thứ hai vào năm 2012, ai nấy đều ngơ ngác không thôi vì chẳng hiểu đầu cua tai nhau gì cả.